Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời điện thoại giá siêu hấp dẫn. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, cận cảnh LG Velvet 2 Pro chip Snapdragon 888 chỉ 4 triệu đồng. Như chúng ta đã đều biết thì sau khi mà giải thể mảng kinh doanh smartphone của mình, LG đã thanh lý những chiếc smartphone còn thừa cho nhân viên với mức giá cực kỳ ưu đãi. Theo thông tin trước đó thì LG sẽ thanh lý hai mẫu smartphone chưa ra mắt cho nhân viên là LG Velvet 2 Pro và LG Rollable Phone. Hiện tại thì có vẻ như là Velvet 2 Pro đã được giao tới tay các nhân viên nội bộ LG, còn chiếc smartphone màn hình cuộn Rollable thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào. Theo nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc, trước đó thì LG đã dự tính sản xuất 3.000 chiếc Velvet 2 Pro để bán ra thị trường. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố đóng mảng kinh doanh smartphone, LG đã chuyển số điện thoại này thanh lý giá rẻ cho nhân viên. Để sở hữu chiếc máy này, nhân viên của LG cũng sẽ chỉ cần bỏ ra 170 đô la Mỹ, tức là tương đương gần 4 triệu đồng, và mỗi người được mua 2 máy với cam kết không được bán lại ra thị trường. LG Velvet 2 Pro là một phiên bản nâng cấp của chiếc Velvet 2 ra mắt trước đó 1 năm. Tại thời điểm ra mắt thì LG Velvet bị chỉ trích khá nhiều vì sở hữu một thiết kế lỗi thời, phần cứng không mạnh mẽ, trong khi mức giá thì quá cao, khoảng 900.000 won, tức là tương đương 17 triệu đồng. Khắc phục những nhược điểm này, LG đã nâng cấp lên phiên bản Pro với cấu hình flagship và vẫn mang thiết kế đặc trưng của dòng Velvet. Mới đây, nhiều hình ảnh thực tế của chiếc LG Velvet 2 Pro đã được đăng tải trên trang Naver của Hàn Quốc, cho thấy thiết kế chi tiết của chiếc smartphone chất yểu này. Theo đó, thì Velvet 2 Pro sẽ sở hữu một thiết kế cao cấp, được hoàn thiện từ hai mặt kính cong, cụm 3 camera chính xếp theo chiều dọc rời rạc ở mặt lưng, và có màn hình nốt ruồi ở chính giữa. Đáng chú ý là mặc dù vỏ hộp của Velvet 2 Pro có kích thước khá mỏng, thế nhưng mà LG lại ưu ái tặng cho các nhân viên của mình tới hai ốp silicone, hai củ sạc nhanh 25W và hai dây sạc USB-A to USB-C, kèm theo đó là tai nghe USB-C. Từ đoạn clip được đăng tải bởi người dùng Naver, ta có thể thấy là LG Velvet 2 Pro là một chiếc máy cao cấp hoàn toàn với thiết kế khá sang trọng, khác hẳn so với thế hệ Velvet đời đầu. Về mặt hiệu năng thì LG cũng trang bị cho chiếc máy này của mình một cấu hình khủng, gồm con chip Snapdragon 888, màn hình OLED 6.8 inch 120Hz, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB và quả pin là 4500mAh. Đây có lẽ sẽ là chiếc máy duy nhất trong phân khúc giá dưới 200 đô la Mỹ nhưng được trang bị cấu hình flagship hiện tại, và tất nhiên là cũng cực kỳ khó để mua. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, iPhone 13 bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Theo SCMP, Foxconn đang đưa ra ưu đãi bằng tiền mặt cho công nhân, đặc biệt là lao động lành nghề, ký hợp đồng tham gia sản xuất. Điều này cho thấy vai trò trung tâm của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Foxconn. Foxconn cho biết là bộ phận sản xuất linh kiện cơ khí cho iPhone sẽ thưởng nóng tối đa 8.000 nhân dân tệ, tức là gần 28,5 triệu đồng, cho các công nhân cũ muốn quay lại dây chuyền Trịnh Châu trong mùa cao điểm, tăng từ 5.500 nhân dân tệ một tháng trước và 5.000 nhân dân tệ năm 2020. Đây là mức thưởng cao nhất kể từ khi mà nhà máy bắt đầu hoạt động năm 2010. Trong khi đó thì công nhân mới được tuyển vào thông qua giới thiệu sẽ được thưởng khoảng 7.000 nhân dân tệ, tăng từ 4.500 nhân dân tệ hồi tháng 4. Người giới thiệu cũng được nhận 1.000 tệ cho mỗi lần thành công. Còn nhân viên mới tự xin việc sẽ được thưởng 7.500 tệ. Để được nhận thưởng thì họ phải làm việc cho iPad trong 4 tháng và cam kết ở lại đến cuối mùa cao điểm. Mức thưởng hậu hĩnh cho thấy Foxconn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho iPhone năm nay. Thông thường, đối tác Apple chỉ tăng tiền thưởng cho công nhân trong mùa cao điểm sản xuất iPhone mới nhất. Chẳng hạn, tháng 8 và tháng 9 năm 2020, tiền thưởng cho công nhân mới tại bộ phận iPad thông qua giới thiệu cao nhất là 9.000 tệ. Theo chuyên gia phân tích Dan Ives, Apple dự kiến ra mắt iPhone 13 vào tuần thứ 3 của tháng 9. Ông ước tính chuỗi cung ứng châu Á sẽ sản xuất 90-100 triệu đơn vị để đáp ứng đơn hàng đầu tiên cho iPhone 13. So với 80 triệu của iPhone 12 cùng kỳ năm ngoái. Vẫn theo ông Ives, Apple đặt mục tiêu sản xuất 130-150 triệu iPhone trong nửa sau năm nay. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, điện thoại dẻo Samsung giảm giá hơn 10 triệu đồng. Trên website của Samsung Việt Nam, Z Fold 2 hiện có giá là 45 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với mức giá ban đầu.
Trong khi đó, tại một số đại lý, mẫu máy màn hình gập này được giảm giá thông qua các chương trình quà tặng. Người mua có thể trừ quà để có giá tốt. Chẳng hạn tại một số cửa hàng, máy vẫn được niêm yết mức 50 triệu đồng nhưng được tặng kèm đồng hồ thông minh giá 10 triệu đồng. Tại các cửa hàng khác, người mua có thêm lựa chọn là không lấy quà để có giá rẻ hơn. Nếu không lấy quà tặng, người mua chỉ cần bỏ ra khoảng 43 triệu đồng là có thể sở hữu mẫu máy cao cấp nhất của Samsung. Đây là lần giảm giá mạnh nhất của Galaxy Z Fold 2 kể từ khi ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái với số tiền khoảng 45 triệu đồng. Đây vẫn là smartphone đắt tiền nhất Việt Nam, cao hơn iPhone 12 Pro Max 512GB. Dù giá cao theo nhiều chủ cửa hàng, máy có sức mua tốt, Z Fold 2 có doanh số cao gấp đôi Galaxy Fold thế hệ đầu tiên. Kể từ khi mà triển khai chương trình giảm giá, lượng bán Z Fold 2 tại đơn vị này tăng gần 30%. Việc giảm giá Galaxy Z Fold 2 có thể là động thái xả hàng nhằm chuẩn bị cho mẫu Z Fold 3 ra mắt. Nhiều khả năng, đây là đợt giảm giá cuối cùng trước khi sản phẩm mới của dòng màn hình gập ra mắt vào tháng 8 tới. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.